Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 7 2021. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật. Niệm đến cùng, học đến tập 263. Chư Tổ Sư có một câu nói rất là hay. Người mà tâm thường vui vẻ, sanh pháp vị thường an tâm thì gọi là Phật. Nên chúng ta mỗi ngày niệm Phật, dù là gặp cảnh duyên gì đi chăng nữa, nhưng cái chỗ mà chuyển cảnh giới thì rất là nhanh. Thí dụ như mình bực bội, hay mình bất an, hay mình lo sợ, thì lúc đó mình niệm lên câu Phật hiệu chuyển những cái sự bất an, lo sợ, chuyển vô đó. Nên người xưa mới nói câu là không sợ niệm khở, chỉ sợ giác chậm. Nên chữ giác gọi là Phật. Phật là thường an tâm vui vẻ, nên gọi là Phật. Vậy thì chúng ta niệm Phật cũng phải tập mình thường an tâm vui vẻ. Chính chúng ta học Phật, chính chúng ta rèn luyện được chỗ này. Khi mình rèn luyện được chỗ này thì cuộc sống của mình đối với việc được mất nó không còn quá nặng nề. Cái căn bản là mình có thể lãnh ngộ được một chút thì chúng ta cũng có thể sống trong cuộc đời này rất là đặc biệt, sống những ngày tháng rất là có ý nghĩa. Nên có một câu rất là hay: cho nên học sống một ngày là biết ơn một ngày, học sống một hôm có ý nghĩa một hôm. Vì vậy, cho dù ngày mai tận thế, đêm nay sen vẫn gieo trồng. Những động văn này rất là tự tại, cuộc sống họ rất là tích cực. Còn nhiều người chúng ta sống trong cuộc đời này, sống những ngày tháng tiêu cực lắm. Có khi gia đình giàu có nhưng mà họ vẫn keo kiệt, họ sợ nghèo nên cuộc sống họ tiêu cực. Hôm nay có gạo nấu nhưng cứ sợ ngày mai không có gạo nấu nên họ sống tiêu cực. Rất là nhiều người cuộc sống của họ sống những ngày tháng rất tiêu cực. Nên đoạn văn này khi chúng ta đọc đến thì quý vị thấy cái nếp sống của người xưa người ta rất tích cực quý vị. Cho dù ngày mai tận thế, đêm nay sen vẫn gieo trồng. Ý nói dù là ngày mai như thế nào đi chăng nữa, hay một chút như thế nào đi chăng nữa, nhưng chúng ta luôn luôn giữ tâm thanh tịnh niệm Phật. Sen là thanh tịnh, chữ Phật là giác. Nên giữ tâm thanh tịnh niệm Phật thì mới đi đến cái chỗ giải thoát. Luôn luôn giữ cái tâm bình an, gương mặt vui vẻ để hiện cái tướng cho nhiều người không học Phật người ta thấy, người ta thích học Phật theo. Cuộc sống ở thế gian này ai không thích vui vẻ, ai không thích an tâm.
Phần nhiều ai cũng thích như vậy, nhưng luôn luôn chúng ta bị cái sự lo sợ, bất an buộc ràng là do gì? Lo được lo mất mà xảy ra vấn đề như vậy. Nếu như một con người sống trong cái cuộc đời này nhìn nhận được cái vô thường, không bị vật chất danh lợi buộc ràng, thì tức khắc quý vị sẽ sống bình an, sống vui vẻ. Và nhớ, đây là những đoạn văn rất là quan trọng để nhắc nhở chúng ta. Chúng ta học tập thời gian nửa tiếng đồng hồ hoặc 25 phút, chúng ta hoàn toàn nhấn mạnh cái chỗ niệm Phật. Những đức chia sẻ với tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi, chỉ có một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Dù là gặp cảnh ngộ gì cũng niệm Phật. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị. Và hai đạo tràng chúng ta mỗi ngày xuyên suốt niệm Phật, lễ Phật. Cũng nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh phát lên một cái tâm mạnh mẽ niệm Phật khi gặp Pháp Môn Tịnh Độ. Mỗi một người niệm thêm một câu Phật hiệu, từ cái tâm thiện đó cầu nguyện cho kiếp nạn hóa giải. Mình niệm niệm vì người thôi, dù cho ngày mai có đến với mình như thế nào đi chăng nữa, thì đêm nay sen vẫn gieo trồng, thấy không? Rất tự tại. Cuộc đời con người chúng ta cứ nói câu này rất nhiều lần là sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chết một lần. Nên cái chết này không có gì đáng sợ, phải bình tĩnh. Bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề, bình tĩnh thì mới sáng suốt. Không bình tĩnh thì sẽ mất phương hướng. Quý vị coi cái cuối cuộc đời con người niệm Phật giáng sanh, tiêu chuẩn vô cùng quan trọng đó là tỉnh táo. Được thiện trí thức khuyên dẫn dắt phương hướng và tiếp nhận. Đây là tiêu chuẩn niệm Phật giáng sanh. Còn nếu như cuối cuộc đời mà mê hoặc điên đảo, gọi là mất phương hướng. Ví dụ như người này họ có mệt, họ có yếu cỡ nào đi chăng nữa, nhưng họ vẫn có thể đi được hoặc bò được, thì chúng ta đến dẫn dắt họ mới được. Còn nếu như người này nó nằm quẹp đó, không có biết gì nữa cả, thì cái chỗ mà dẫn dắt không được, đúng không? Nên người niệm Phật mình trong mọi lúc mọi nơi phải giữ bình tĩnh, quý vị. Giữ bình tĩnh là một cái việc rất quan trọng để giải quyết vấn đề. Chư Tổ sư nói rằng mang cái tâm thánh thiện niệm Phật, ăn chay phóng sanh, có thể hồi hướng cho tất cả chúng sanh không có trở ngại. Dù mình ở xa cỡ nào đi chăng nữa mà có tâm hồi hướng thì vẫn được tiếp nhận, không bị trở ngại. Phải nhớ. Nên cái công đức niệm Phật á, siêu vượt cái thời gian và không gian, không có cái sự trở ngại gì hết. Phải nhớ nha quý vị. Từ nơi đó mà mỗi một người niệm Phật chúng ta, mình là người cầu sanh cực lạc. Nếu như cái tâm này mà không bình tĩnh thì cái việc cầu sanh cực lạc chúng ta chỉ có khẩu hiệu không, không có thật chắc. Cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc của mình thật sự là dù cái cảnh ngộ gì đến với mình nhưng mình phải bình tĩnh. Vậy thì nếu thọ mạng mình đến, mình mới có thể tỉnh táo để niệm Phật và tỉnh táo để tiếp nhận lời thiện trí thức khuyên chỉ dẫn mình phương hướng, hiểu không? Phật pháp á, là chỉ phương hướng.
Phật pháp là an tâm. Phật pháp là nó rõ về định lực nhân quả. Phật pháp là nó rõ về cái vô thường. Khi chúng ta nghe từ từ rồi mình thấm hiểu, thì lúc đó nhìn thấu. Nhìn thấu rồi thì buông xuống. Buông xuống cái gì? Buông xuống những cái lo âu sợ hãi, buồn giận trách. Nhìn thấu thì mới buông xuống được chỗ này. Còn nếu như nhìn thấu ít thì buông xuống ít. Còn nhìn thấu nhiều thì buông xuống nhiều. Còn triệt để nhìn thấu thì chúng ta không còn bị buộc ràng nữa hết. Nên mỗi ngày chúng ta chia sẻ Phật pháp để nhắc nhau về cái vô thường, để nhìn nhận sâu sắc. Tại sao trong phòng của Ấn Tổ Ngài viết một cái chữ chết để cái điểm mà Ngài thường thấy? Vì nhắc nhở cái vô thường đến với mình bất tử, không ai tránh khỏi. Nên siêng năng tinh tấn niệm Phật. Dù là tan nhà mất mạng đi chăng nữa, nhưng chúng ta vẫn còn mạng, mình phải niệm Phật. Chư Phật Bồ Tát độ chúng sanh vô lượng kiếp, các ngài kiên nhẫn vô cùng. Chúng ta cũng nên sanh về thế giới cực lạc. Thời gian hóa độ họ còn nhiều thời gian lắm. Khi duyên đến thì chạy chờ cũng không khỏi nắng. Duyên chưa đến thì miễn cưỡng cũng không được gì. Nên chúng ta hiểu được định lực nhân quả rồi nên hết sức là bình tĩnh. Phải nhớ phải bình tĩnh. Nên đoạn văn này nhắc nhở chúng ta rất là tự tại. Học sống một ngày là biết ơn một ngày. Học sống một hôm có ý nghĩa một hôm. Ý nghĩa nhất là gì? Là quý vị đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Ý nghĩa nhất là như vậy đó. Thí dụ bây giờ chúng ta đang bị bệnh, ý nghĩa của mình đang sống đây là mình đang niệm Phật nè. Và mọi người sống ý nghĩa là hỗ trợ cho người ta niệm Phật. Mình suy nghĩ bây giờ, bản thân người ta nằm chơi chọi, bây giờ mình đặt mình vào người ta, khi mình bị bệnh mình nằm chơi chọi không có ai quan tâm, mình sẽ có cảm giác như thế nào? Và một mình nằm chơi chọi không có ai hỗ trợ niệm Phật cùng với mình, khuyên răn mình, thì cảm giác mình cũng buồn khổ lắm, hiểu không? Nên mình gieo cái nhân giúp đỡ người, cái nhân an tâm cho người, mà mình đã gieo cái nhân như vậy thì cái quả của mình sẽ hưởng được cái sự an tâm và được người khích lệ. Nên sống làm người đừng nên ích kỷ nhỏ mọn quá. Nên cái câu mà chúng ta đọc cũng nhiều lần, mở rộng tâm ra lòng thanh thản, an vui tự tại đời thông dong. Tâm lượng lớn thì phước báo lớn, còn tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ, còn tâm lượng bị bế tắc thì sạch phước báo. Dù là mình gần chết đi chăng nữa, mỗi câu Phật hiệu mình niệm để giảng sanh về thế giới cực lạc thì cũng niệm niệm vì chúng sanh mà giảng sanh. Cái tâm niệm đó nhất định là cảm với bổn nguyện của Di Đà là chắc chắn. Vì Đức Phật A Di Đà ngày phát lên nguyện tiếp dẫn chúng sanh tặng hư không khắp pháp giới là vì chúng sanh mà phát nguyện, tu hành thành tựu vì chúng sanh mà tu hành và thành tựu. Nên trong kinh Vô Lượng Thọ mới nêu lên rằng niệm niệm vì người thì thân sắc vàng rộng, niệm niệm vì mình thì thân tối đen. Nên cái tâm mình ích kỷ nhỏ mọn, chỉ biết mình mà không biết người khác, thì tức khắc tự mình đẩy mình vào con đường bế tắc và sầu khổ. Nếu như niệm niệm vì người, lợi ích cho người, thì cái tâm đó giúp cho mình được sự bình an và vui vẻ, vì thấy cuộc đời mình sống có ý nghĩa. Nên cái câu này mới nêu lên rằng cho dù ngày mai tận thế, đêm nay sen vẫn gieo trồng. Chúng ta biết trong thời điểm này dịch bệnh như vậy, nếu mình còn yếu năng lực thì không cần nghe thêm cái gì nữa hết. Ngày hôm nay khỏi cần phải nghe là bao nhiêu người bị mắc dịch bệnh rồi chết bao nhiêu người. Tại sao chúng ta không niệm thêm một câu Phật hiệu để hồi hướng cho họ? Tại sao chúng ta không gỡ cho họ những cái tâm thiện
và cùng dẫn dắt nhau để niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thấy không? Chỗ này mới là chỗ quan trọng này quý vị. Chứ không phải rằng là rầu rĩ khóc lóc buồn phiền, cái việc này chỉ là cái hình thức thế gian, hư tình giả ý thôi. Quý vị có thật cỡ nào chúng ta cũng là hư tình giả ý, vì không giải quyết được vấn đề. Nên chúng ta niệm thêm một câu Phật hiệu hồi hướng cho họ vẫn là được lợi ích lớn. Và chính bản thân mình tự lợi là mình gây dựng được tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Lợi mình, lợi người là hồi hướng cho họ. Mỗi câu Phật hiệu mình niệm lên để hồi hướng cho họ, họ được sự lợi ích. Tất cả những người chết chưa siêu thoát, mình niệm Phật mà hồi hướng cho họ, họ được lợi ích. Nên đạo tràng chúng ta đông người mỗi ngày niệm Phật đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh, nhất định là sẽ được sự lợi ích. Phải nhớ. Nên người xưa mới nói rằng là tâm an và vui vẻ đó là Phật. Mà muốn cái tâm này an thì phải hiểu được rằng đối với cái chết và cái mất mát tất cả của cải vật chất trong cái cuộc đời này là bình thường. Đức Phật đã nhắc mình mà sanh không mang đến, chết không mang đi, chúng ta nặng nề chi những cái giả tạm đó quý vị. Tất cả những tình cảm thương yêu của thế gian này cũng là giả tạm thôi, vì chúng ta có giữ được thân này đâu mà không giả tạm. Chỉ có thế giới cực lạc thì tình thương yêu mới là vĩnh cửu, vì không mất thân mới vĩnh cửu. Nên người xưa mới nói câu rằng tất cả những cái vô lượng thì không có cái thù thắng nào bằng vô lượng thọ. Nên Đức Phật A Di Đà, cái danh hiệu của Ngài còn danh hiệu là vô lượng thọ. Thí dụ như bây giờ mình muốn làm một cái việc gì, hoặc là có của cải vật chất gì muốn sử dụng được, hay là niềm vui gì muốn hưởng được, thì nhất định phải có thọ mạng. Nếu như chúng ta không có thọ mạng làm sao hưởng? Nên vô lượng thọ là quan trọng nhất. Nên thế giới cực lạc còn gọi là thế giới vô lượng thọ, tuổi thọ vô lượng không có giới hạn. Nên mình niệm Phật cầu sanh cực lạc là đang dẫn dắt chúng sanh cùng niệm Phật cầu sanh về quốc độ vô lượng thọ. Đó mới là tồn tại vĩnh cửu. Còn ở cõi này, sống nay chết mai, có cái gì là của mình đâu mà nặng nề. Nên bữa nay vào tay mình thì tiện bề lo lắng cho mọi người, hoặc là xài cái việc gì cần thiết. Ngày mai xa khỏi tầm tay mình rồi thì cũng tùy duyên. Đại sự cũng bằng vô sự, chỉ có một sự niệm Phật là thù thắng nhất. Đây là cái tâm mà mình nhận thức được Phật Pháp rồi, tức khắc con người an tâm và vui vẻ liền. Nhớ. Đối với của cải vật chất không phải chúng ta bất cần, mà chúng ta không bị nó buộc ràng. Vì một ngày nào một hơi thở thở ra không hít vào thì còn cái gì của chúng ta quý vị. Nên câu này dạy rất là hay. Dù ngày mai có tặng thế đi chăng nữa thì hôm nay sen vẫn gieo trồng. Sống như ngày tháng vô cùng là an vui tự tại, rất là an vui tự tại. Nên chỗ bất an là chỗ dọa bao nhiêu con người đã chết. Từ bất an mà dọa mình chết. Giống như có một câu chuyện mà vị này bị bệnh ung thư, ông nằm mơ, trong giấc mơ có người nói rằng trước nhà ông có một cái cây, chừng nào lá cây rụng hết ông sẽ chết. Ông mỗi ngày ông ngồi ngay cửa sổ cứ nhìn ra cái cây đó, lá cây già rụng từ từ. Và trong lòng ông suy nghĩ rằng chỉ còn một hai ngày nữa thì lá cây này sẽ rụng hết thì ông sẽ chết. Có một vị bác sĩ tâm lý, ông nghe được câu chuyện của người bệnh này như vậy. Đêm đó là người bệnh này bế tắc hoàn toàn, một cơn gió thổi rất mạnh, nghĩ rằng chắc lá cây không còn chiếc lá nào
tồn tại trên cành cây. Cuộc đời ông cũng như là đã chấm dứt. Ông có lòng tin như vậy. Vị bác sĩ này đêm đó, dù là mưa gió, nhưng vị bác sĩ này đến, dùng những chiếc lá cây, dùng dây buộc chắc vào cành cây. Dù đêm đó gió có thổi mạnh cỡ nào thì những chiếc lá này cũng không rụng. Và hôm sau lại thì bác sĩ này đến thăm người bệnh này và nêu lên câu chuyện mà bác sĩ đã biết về giấc mơ của người bệnh này. Mỗi ngày lo âu sợ hãi, sợ những chiếc lá trên cành cây bị rụng hết. Vị bác sĩ này nói rằng đêm hôm có một trận mưa và gió cực kỳ là mạnh, nhưng người nhìn ra ngoài cái cây vẫn còn những chiếc lá không bị rụng. Như vậy thì bệnh tình của người vẫn còn có cơ hội. Vừa nghe như vậy thì người bệnh này trạng thái bình tĩnh lại, và giống như có người thiện chí thức động viên nên không lo sợ hãi. Và từ đó về sau ông có sự tự tin. Từ từ rồi bệnh tình giảm dần và đi đến hết bình. Nên mỗi một người chúng ta phải nhớ rằng đến thế gian này ai cũng chết một lần, nhưng tại sao chúng ta bị cái vô thường này dọa mình? Có những người hôm nay sống rất khỏe, nhưng khi đi khám bệnh thì bác sĩ tuyên bố mình bị bệnh ung thư thời kỳ cuối, thì có khi ngã quỵ hoặc ngồi tại chỗ đi về không nổi. Trong khi lúc chưa khám bệnh thì là người bình thường, nhưng vừa khám bệnh xong bác sĩ báo tin là có căn bệnh không còn thuốc trị, chuẩn bị chết, thì tức khắc ngã quỵ ngồi tại chỗ gì không nổi. Đây là bệnh gì? Bệnh tâm lý, bệnh nội tâm, lo sợ. Mà lo sợ cái gì? Lo sợ cái sớm muộn cũng đến với mình. Đúng là chúng ta mù quáng thiệt. Lo sợ cái mà sớm muộn gì cũng đến với chúng ta mà đi nặng nề lo sợ. Nên phải bình tĩnh. Nói thì nghe dễ như vậy, mà muốn áp dụng để thành công thì phải có một phương pháp. Mà phương pháp đó hữu hiệu nhất đó là đi đứng nằm ngồi niệm A Di Đà Phật. Cứ nhớ A Di Đà Phật và nương vào bổ nguyện từ bi tiếp dẫn chúng sanh của Ngài. Ngài phát lời nguyện đại từ đại bi mà tặng hư không khắp pháp giới mười phương chư Phật đều dùng tướng lưỡi rộng dài để tán thán. Như vậy thì chúng ta nương vào bổ nguyện của Ngài, chúng ta có sự an tâm, giống như chúng ta được nương vào một cái điểm mà rất bình yên, không có chút gì lo sợ. Nương vào Phật thì vô cùng là bình yên. Mà nương vào Phật mà hữu hiệu nhất đó là niệm Phật. Niệm Phật nhớ Phật đó là nương vào bổ nguyện của Phật. Hàng Phật tử phải nhớ, niệm Phật nhớ Phật là đang nương vào bổ nguyện của Phật. Người niệm Phật nương vào bổ nguyện của Phật là người này đang tu cái hạnh bình an, vui vẻ và đang tiến gần tới cái vả vị làm Phật. Phải nhớ. Nên chúng ta mỗi ngày động viên sâu sắc vào cái chỗ niệm Phật này để mà an tâm nhau. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử. Quý vị, dù là bên ngoài bây giờ bao nhiêu sự bất an, nhưng chúng ta là người học Phật, quý vị bình tĩnh lại đi. Chuyện gì đến thì sẽ đến, chúng ta sẽ chấp nhận ra đi về thế giới cực lạc, không có gì sợ hãi cả. Cõi đời này khổ quá rồi, nếu như còn sống thì cũng phải sống cho tốt. Còn nếu như thọ mạng đến thì chúng ta rất vui vẻ đi về thế giới cực lạc. Cuộc đời này khổ quá rồi, có gì là vui và tồn tại đâu mà lưu luyến. Không phải kêu chúng ta đá đổ, mà chúng ta nên sống cho nó lạc quan, sống vui vẻ, sống biết ơn.
nhờ những sự việc bất an kiếp nạn trong cuộc đời này mà chúng ta phát tâm tu hành cầu giải thoát. Cái khổ đang thôi thúc đuổi dược mình, nên mình phải tranh thủ chạy nhanh về thế giới cực lạc. Phải nhớ. Nên mỗi một người hết sức là bình tĩnh. Hôm qua những đứa đọc những đoạn văn với vị nghe, có người bị bệnh gần chết nhưng cuối cùng niệm Phật vượt qua, họ cảm xúc vô cùng. Nên chúng ta nên hỗ trợ cho mọi người niệm Phật. Thí dụ như cái nơi mà lò thiêu, nếu như ở đó mà để được cái lò niệm Phật, mỗi ngày cái lò thiêu đó hoạt động, có những người chết chưa siêu thoát ta nghe được có Phật hiệu quá tuyệt vời. Nên trong thời điểm này tất cả hàng Phật tử đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, xung quanh nhà để máy niệm Phật, đi ra ngoài chợ mua đồ ăn lúc nào cũng đeo máy niệm Phật. Bao nhiêu con người chết như vậy thì có rất nhiều người chưa siêu thoát. Nên chúng ta bật máy niệm Phật là đang cầu siêu cho họ. Tại bật máy niệm Phật để mình niệm Phật, và cũng đang dẫn dắt họ niệm Phật để cầu sanh cực lạc đi. Khỏi đời này khổ quá, thế giới cực lạc vô cùng là vui. Thế giới cực lạc vô cùng là tự tại. Chúng ta, người còn sống với người đã chết đều là phát nguyện kiên cố giữ câu Phật hiệu này cho tới cùng, quyết chí đời này phải sanh về thế giới cực lạc. Phải nhớ. Nên tất cả chúng ta cùng học tập như vậy, an tâm nhau. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị luôn luôn an tâm vui vẻ, bất cứ lúc nào chúng ta cũng chấp nhận cái việc ra đi theo Đức Phật A Di Đà, không có bất cứ một cái gì ở thế gian này buộc ràng lôi kéo chúng ta được cả. Hàng Phật tử phải nhớ như vậy thì tức khắc những trận dịch bệnh này cũng là những lúc mà thử thách chúng ta coi tín nguyện của mình có kiên cố hay không. Chúc quý vị an lạc. Chúng ta quyết chí đời này đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị. Dạ A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, động sanh về tịnh độ.